Trong không khí vui tươi rộn rã của Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, hàng ai trong mỗi chúng ta đều mong muốn dành tặng những điều tốt đẹp nhất đến những người phụ nữ yêu thương. Ngoài những món quà tặng mang ý nghĩa, nhiều người đã có những cách riêng để tận hưởng không khí trong ngày ý nghĩa này. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý vị cùng cảm nhận không khí Ngày Quốc tế Phụ nữ trên địa bàn thành phố Huế. Khác với mọi năm, năm nay ngoài các loài hoa tươi được gói thành bó cầu kỳ, thị trường quà tặng lại phong phú hơn khi có các loài hoa được làm từ ráp hay các loài thủ bông với đủ mọi kích cỡ. Đa dạng các loài quà tặng cũng tạo điều kiện thuận lợi để nhiều bạn trẻ lựa chọn những món quà ưng ý nhất dành tặng một nửa yêu thương. Mình dành bản thân tới để tặng cậu với mục đích là giúp bạn luôn vui vẻ trong cuộc sống. Đáp ứng nhu cầu mua sắm quà tặng dành cho khách hàng, các siêu thị đã đưa ra nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn. Nhiều mặt hàng giảm giá, trong đó tập trung chủ yếu vào các loại mỹ phẩm, quà tặng dành cho phái đẹp. Bên cạnh đó, các chương trình hoạt náo ý nghĩa cũng đã được tổ chức để tạo nên không khí vui tươi, đồng thời thay cho lời tri ân gửi đến khách hàng trong ngày đặc biệt này. Hôm nay thì các bạn nam lớp em dẫn bọn em lên đây để chọn món quà để tặng bọn em, rồi em có cảm động và ngạc nhiên hơn khi bọn em được cùng tham gia cái chương trình của Pixie và bọn em rất là vui ạ. Và đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Về bông hoa đó, mục đích lớn nhất của em đó là gửi tặng cho mẹ. Dạ, tại bởi vì trong cuộc sống mẹ là người hy sinh cho em nhiều nhất. Chúng tôi tổ chức cuộc thi cắm hoa này đặc biệt để tôn vinh đến một nửa thế giới của chúng ta nhân ngày 8 tháng 3. Và cái trò chơi này là dành cho các khách hàng là các bạn nam. Họ sẽ trổ tài, thứ nhất là trổ tài thi cái sự khéo tay của mình. Cái thứ hai là các bạn nam sẽ dành những cái tình cảm, những tình yêu thương của mình cho những người phụ nữ thân yêu nhất của mình. Không ồn ào, náo nhiệt, nhiều người lại chọn cách đón một ngày quốc tế phụ nữ rất riêng. Với họ, hạnh phúc đơn giản chỉ là tranh thủ một thời gian rảnh rỗi để mua sắm những vật dụng sinh hoạt hàng ngày, tận hưởng không khí bên gia đình thân yêu. Hôm nay mình tranh thủ xin được nghỉ vào đúng ngày lễ để mình đưa bà xã đi chơi một vòng. Nhân ngày tặng bà thì mình cũng trước hết là mình chúc bà xã của mình luôn xinh đẹp và có sức khỏe và nhiều may mắn trong cuộc sống. Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 là dịp để mọi người thể hiện tình cảm đối với những người phụ nữ yêu thương qua những món quà xinh xắn hay những lời chúc chứa đựng tình cảm chân thành nhất. Chúc một nửa thế giới sẽ luôn hạnh phúc bên những người thân yêu.